Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. FZ-1 Chernobyl, sáu hoang của đêm thức tỉnh với ốc tình vũ khí hủy diệt. FZ-100 năm y đậu là một cái tác phẩm tiếp theo được hiện tại workshop hậu mô tô mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn. Tương tự với cái chiếc là R15V3 đã từng giới thiệu trước đây, cái chiếc FZ-1 Chernobyl mới như đây với cái màn lột xác giản đơn nhưng đầy hấp dẫn bởi ốc tình đồ chơi được phối lên xe rất là tinh tế, độc đáo. Cái sự phá cách này để lại cái cảm xúc cho người xem, và chúng ta cùng xem chi tiết bên dưới nha. Yamaha FZ-100 năm y là cái dòng nước bay cỡ nhỏ phân khúc 150 phân khối. Nếu các bạn muốn chinh phục dễ dàng các dòng nước bay ở hạng phân khối lớn thì cái chiếc FZ-100 năm y là một cái con ngựa tốt lành cho cái người mới tập chơi mô tô. Và ở Nam là một trong những thị trường xe đã bảo hòa với những dòng nước bay dưới 175cc, nên việc điều khiển, nên việc khiến người chơi xe chú ý đến cái dòng là FZ-100 năm y là điều hoàn toàn khó, bởi nó không quá bật hay là hầm hố, đi kèm với đó động cơ cũng chưa thực sự gọi là mạnh mẽ. Hiểu được điều đó, chủ nhân có một cái lò độ tại Bình Dương đã có phần nào khiến người xem có cái nhìn mới mẻ hơn về cái chiếc FZ-100 năm y qua cái màn lột xác đầy ấn tượng với cái sự sáng tạo và đam mê. Chủ xe đã để lại người xem một cái cảm xúc đặc biệt khi xem qua. Và cái chiếc FZ-100 năm y độ như này có cái nhìn đầy ấn tượng đầu tiên bằng ngoại hình. Toàn thân xe thì không còn là cái dòng FZ-150 nhỏ bé mà tàn hay nữa, thay đó là cái vẻ ngoài đầy cơ bắp với cái phần yếm trước hai bên kết hợp cùng với cái mỏ cày được chế nhựa đầy góc cạnh thể thao. Những đường nét đầy dứt khoát kết hợp cùng với bộ áo mang cái gam màu Medet toát lên được cái sự sang trọng, quyền lực, đẳng cấp. Cái dàn áo mới này, chủ nhân đã bố trí rất nhiều tem rời đến từ cái hãng đồ chơi YS, CIC Vân. Một yếu tố không kém phần quan trọng để quyết định cái sự thành công bản đồ này, đó chính là những món đồ chơi kiển được bố trí một cách hợp lý, hài hòa, đem lại cái sự cơ bắp cũng như hiệu năng thụ cho người lái. Phía dưới clip này chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về những tính năng của từng món đồ chơi kiển. Điểm nhấn hút chân em ấy chính là phần đầu hầm hố. Xe bên dưới thấy chủ xe đã độ cái phần nhựa lại với cái lớp viền xung quanh cái đèn pha, mang lại sự độc đáo, và bên trong là led gương cầu đi kèm cái vòng thiên thần cho ánh sáng rực rỡ, ma mị khi về đêm. Vẻ ngoài được tô đậm bằng kính gió Z Mini cố định qua 4 chất vàng. Lướt qua thấy em nó thì không cân đối, hài hòa cho lắm. Nhưng nếu nhìn trực diện thì thấy cái sự phá cách đầy thú vị, gây nghiện cho người xem. Xi-an trước được thay thế bằng Brisbane với led cực đẹp đi kèm cái độ bền rất tốt. Hai bánh tay lái lắp đầy khoảng trống với bảo vệ tay lái Brisbane cấu tạo từ nhựa ABS tích hợp cái đèn định vị Xi-an. Và khi đi phượt thì bảo vệ tay lái Brisbane còn rất hữu ích để chống rét bởi nó cản gió và cho tay lái cũng như cái độ bảo vệ khối những vật cứng có tác động mạnh vào. Cái điểm nhấn cuối cùng ở góc này chính là cái cụm tay thắng Crossboy đi kèm cái bình dầu liền tự như zin nhưng có thiết kế rất khắc xảo. Bình dầu sử dụng cái kính cường lực trong suốt để ta có thể quan sát được bên trong dễ dàng hơn. Chàng chân trở nên cơ bắp cuốn hút với cái mâm ASO cái màu vàng đồng. Mẫu mâm này có được các đại cơ chơi xe ưa chuộng dùng để đổ trên những mẫu xe như Exciter, Winner hay là FZ-110. Bởi kích thước mâm lớn nên lên lớp to được. Hệ thống phanh được nâng cấp với đĩa Bossy 300mm gắn hoàn chỉnh qua cái sự hỗ trợ nên lồng nhôm CC. Phần hẹp Listin 2bit cũng được chạy cái phát dưới mới cho kích thước địa lớn. Đi kèm với đó là dòng Morin ổn định cái lượng dầu lên xuống cho độ bền tốt và chịu nhiệt rất tốt, để bảo vệ con chiến mã của mình khỏi cái sự qua quẹt, xây xát ngoài ý muốn. Chủ nhân lắp đặt cái bộ chống đổ phân khối lớn, 4 led chờ sáng L4 được lắp đặt hai phía yếm trước, giúp tăng cường ánh sáng đi đêm một cách hiệu quả. Trong đó có hai quả được lắp cái kính vàng để phá sương. Có lẽ phục xin thì chưa làm hài lòng các biker chia sẻ. Phía dưới đây thấy được chủ nhân mạnh tay các cái phục YS bình dầu cho chiếc xế của mình. Đây là cái dòng sản phẩm tầm trung nhưng chất lượng thì cũng rất là tuyệt vời, đáp ứng được cái độ nhún nhảy hợp lý để mang lại cái độ nhún êm ái thực thụ cho người lái trong mọi cung đường. Và trong góc này thấy được bình dầu rời được lắp vị trí cũng độc đáo. Cấu tạo bên trong là hai cái lớp dầu và khí nitơ. Khí nitơ sẽ quyết định cái độ nặng nhẹ của giảm sóc khi đường truyền tải theo kết cấu chịu được nén. Cái bộ số gãy Genma là một trong những thương hiệu mới xuất hiện đến từ Hà Lan
cấu hình từ nhôm CC nhìn cũng rất là rõ gọn nhưng cực kỳ là cứng cáp. Việc trang bị nó sẽ khiến người ngồi trở nên thể thao, cũng như việc thực hiện các bước sang số hay là thắng sẽ linh hoạt rất nhiều. Vì hướng theo phong cách lật kỹ nên trong cấp này thấy cái sự óng ánh, cái sắc vàng rực rỡ kim loại với đĩa tải nhôm đi kèm sợi sên. Bờ mông to đùng được khoe trọn vẹn phía sau khi chủ xe lỡ bỏ hoàn toàn phần về sau. Biển số chạy được ốp gầm qua cái sự hỗ trợ của phát biển số, nhìn tựa như một cái chiếc phần có lớn được thụ. Đèn hậu đã được tích hợp xi nhan cực đẹp gọn. Ống xả zin được thay thế bằng cable Yoshura với cái lon carbon chịu nhiệt rất tốt. Đây cũng là món đồ chế định cái tiếng gầm cũ của từng cỗ máy tốc độ. Nó đem lại cái tiếng gào khét rất là mẻ và giàu cảm xúc. Không những vậy, nó còn gia tăng công suất máy đều được canh chuẩn xăng gió, kết hợp cùng với cái bộ EQ. Và đây, chúng ta cùng xem chi tiết cái chiếc FZ 110 độ. Kính chắn gió Z1000 mini, LED gương cầu, hai phía xi nhan Bixby, bảo vệ tay lái Bixby tích hợp cái đèn. Ký đông Rizuma có thể chỉnh cốc lái. Bình xăng được dán carbon của cái hãng Spark Power. Mâm ASO đi kèm LED U7 gắn hai phía chân phục. LED U7 tích hợp cái vòng thiên thần. Đĩa Boxy kích thước là 270mm. Cây phuộc sau WS bình dầu rời. Số kẻ đơn CNC hãng Senma. Mang cá CNC chân chấm Gosho. Đĩa tải nhôm CNC đi kèm cái sợi sinh vàng. Ống xả Yoshura carbon. Đèn hậu tích hợp xi nhan. Yes 125 độ cực kỳ đẹp với hơi thở R9 titan đầy kiêu hãnh. Yamaha Yes 125 vẫn là dòng xe hai thì đang làm mưa làm gió thị trường Đông Nam Á, vừa được bị ngừng sản xuất tại trường Malaysia thời gian gần đây, đã khiến những chiếc xe mới 100 của cái dòng hai thì này đội giá lên tới gần 300 triệu đồng ở thị trường Việt Nam. Khoác cho mình cái dàn áo tem đấu vô cùng một cách, phần đuôi xe được bỏ đi ốp biển số và cái phía bên trong nhìn tựa như các dòng xe chạy trường thụ trong những cái giải đua. Bên cạnh đó, chủ xe còn trang bị nhiều món đồ chơi từ các hiệu nổi tiếng. Trang bị cộng thắng Acostato, thương hiệu đồ chơi cũng khá nổi tiếng, nhưng khi tự ra cái mẫu Rainbow thì đã được hạ giá và nhập Việt Nam nhiều hơn, thì mẫu tay thắng này dần dần mất khỏi thị trường và còn rất ít người để sở hữu em nó. Đi kèm cùng với bình dầu EMCC Mini làm cái ổ chứa dầu bổ sung cho heo trước. Cái cụm tăng tốc Domino có nhiệm vụ cút ngắn hành trình da cho xe gia tốc nhanh hơn. Bỏ đi cụm công tắc, dùng cái cụm công tắc Hennewitz tích hợp đầy đủ những nút. Nhìn xuống trang chân trước thấy được góc ảnh quen thuộc, bộ dầu Rainbow logo nhỏ hai bên xứng, được bắt vào vỏ phuộc thông qua phát heo, được làm bằng chất liệu nhôm là siêu cứng. Cái đĩa của Carver có cái size là 260mm. Lòng đĩa này có 4 cái lỗ phụ hợp với cái mâm Daytona, không cần phải chế lại thất vọng. Cái giảm sau được cải thiện cái sự im ái hơn rất nhiều nhờ vào chủ xe dùng cái bột Colin bình dầu rời, xuất xứ đến Thụy Điển. Tuy nhiên đa phần được sản xuất cho những dòng phân khối nhỏ để được gia công tại bên Thái Lan. Phía cái chân phuộc và bình dầu đều có những nấc tăng chỉnh giúp chủ xe kiểm tra được cái độ đàn hồi và đập nhúng. Quanh đĩa sau được trang bị heo dầu Rainbow logo lớn xen ngược, đi kèm hất lòng CNC để ăn gian cái mặt đĩa ra ngoài nhằm tạo ra khoảng trống để heo dầu Rainbow logo nhỏ hai bên xứng, không cả và cái phần mâm xe, hoặc ta có thể là ăn gian cái size đĩa lớn hơn thì sẽ không phải làm thất lòng CNC. Sử dụng cái hở của R9 Titanium đem lại cái hơi âm thanh là ấn tượng hơn cho xe. Bầu hơi cũng làm lớn hơn, nghi ngờ chủ xe đã làm lại phần nội công hay là cần một cái bình lớn hơn để chứa hơi. Trang bị cái phục Colin bình dầu rời, một thương hiệu đồ chơi giảm sốc và trợ lực có xứ đến Thụy Điển, chuyên cung cấp cho những chiếc phân khối lớn. Đối với những dòng xe nhỏ được sản xuất ở Thái Lan và gia công trực tiếp